Sau một năm đầy vất vả gian khổ mang lại thành tích mà cả thế giới phải công nhận, thì lẽ ra các bác sĩ, nhân viên y tế cả nước sẽ được đón một cái Tết sum họp an vui bên gia đình nếu như không có đợt bùng dịch mới ở Hải Dương hay Quảng Ninh. Chắc chắn với nhiều người ở tuyến đầu chống dịch thì họ sẽ phải có thêm một cái Tết ở bệnh viện hoặc tại các khu cách ly. Ngay bây giờ chúng tôi sẽ cùng quý vị gặp gỡ một vị khách mời đặc biệt, đó là bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, một trong 10 công dân tiêu biểu của thủ đô năm 2020. Anh là một trong những gương mặt tiêu biểu trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 trong năm vừa qua. Và hiện thì anh vẫn đang trực chiến ở thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương để chi viện giúp sức cùng thành phố này chống dịch. Năm nay có lẽ anh sẽ phải đón Tết xa gia đình vì nhiệm vụ của mình. Vâng, đứng cạnh tôi đây là bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Sau đây thì bác sĩ Nguyễn Trung Cấp sẽ cung cấp cho chúng ta một vài những thông tin khái quát về tình hình dịch bệnh, điều trị bệnh nhân ở thành phố Chí Linh, Hải Dương. Hiện nay thì tình hình điều trị thu dung bệnh nhân ở thành phố Chí Linh ra sao rồi? Vâng, tại thành phố Chí Linh thì Bộ Y tế cho triển khai 3 cái bệnh viện dã chiến để thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19. Thế thì tại Trung tâm Y tế Chí Linh thì tôi phụ trách bệnh viện dã chiến số 1. Đoàn chuyên gia của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương có mặt ở Chí Linh từ thời điểm nào và đến nay thì công việc của các anh như thế nào ạ? Vâng, khi mà có dịch bệnh bùng phát và có những ca dương tính đầu tiên thì chúng tôi được điều động về. Cụ thể là tối 28 tháng 1 là chúng tôi tối muộn khoảng độ 10 giờ đêm chúng tôi về, chúng tôi khảo sát bệnh viện và chúng tôi lên phương án. Và sáng hôm sau là chúng tôi đến, chúng tôi tổ chức lại cái việc sắp xếp bệnh viện và đến 11 giờ trưa thì chúng tôi tiếp nhận được những ca bệnh nhân đầu tiên. Thế vậy cũng chỉ trong vòng 5 ngày đầu tiên là bệnh viện đã tiếp nhận gần như là kín giường các cái bệnh nhân COVID dương tính. Bác sĩ có nhớ lại là Tết năm ngoái vào ngày 30 Tết này thì anh đang làm gì và khi đó thì mình đã có những cái suy nghĩ gì về dịch COVID chưa ạ? Vâng, khi mà cái dịp Tết năm ngoái là cái khi mà cái dịch COVID-19 ở Vũ Hán, Trung Quốc nó đã khá là trầm trọng. Và tôi nhớ là đêm 29 Tết thì chúng tôi vẫn còn tháp tùng theo một đoàn của Bộ Y tế đi khảo sát các cái khu vực cửa khẩu, các cái khu vực mà dịch có thể xâm nhập. Và trong suốt cả cái dịp Tết đó thì chúng tôi cũng luôn luôn sẵn sàng cho cái việc là dịch nó xâm nhập vào Việt Nam. Và tôi nhớ rằng sáng mùng 1 Tết khi mà trở dậy ấy, thì cái việc đầu tiên, thông thường mọi năm thì chúng tôi có sáng mùng Tết tôi sẽ khai bút một cái gì đó. Thì dịp Tết năm ngoái là tôi dậy tôi viết một cái bài tổng quan về coronavirus và tôi tung lên trên Facebook để cho tất cả các cái đồng nghiệp mọi nơi có thể nó gọi là hiểu được về cái căn nguyên mà chúng ta có thể phải đối mặt. Thế và cũng rất là may là động tác ấy không thừa, thì đến mùng 5 Tết là chúng tôi đã có những bệnh nhân đầu tiên. Vâng ạ, thế thì năm nay thì anh dự định mùng 1 anh sẽ khai bút về điều gì đây ạ? Một năm điều trị COVID-19 thì chúng tôi cũng tích lũy được những cái kinh nghiệm nhất định và có thể là đến cái thời điểm đó thì các cái vấn đề về sinh bệnh học của bệnh nó cũng rõ ràng hơn, thì tôi nghĩ rằng tôi có thể viết một cái tổng kết ngắn ngắn như thế nào đó về các cái kinh nghiệm cũng như là các cái vấn đề về sinh bệnh học của coronavirus để giúp cho các cái đồng nghiệp của chúng tôi có thể tiếp cận nó được. Vâng, có thể nói là những dòng khai bút của bác sĩ Cấp thì rất là hữu ích cho các bác sĩ điều trị cũng như là cộng đồng. Vâng, thưa bác sĩ Cấp là vậy thì trong khi mà các bác sĩ đang phải căng mình ra chống dịch như thế này thì bác sĩ Cấp như là bác sĩ Cấp đây thì không được ăn Tết với gia đình và phải cắm chốt ở Chí Linh, Hải Dương. Vậy thì bác sĩ khuyến cáo với cộng đồng như thế nào trong cái việc phòng dịch để bác sĩ có thể nhẹ gánh hơn ạ? Tôi nghĩ rằng các cái khuyến cáo về phòng chống dịch bệnh trong cộng đồng của Bộ Y tế ban hành nó rất là rõ ràng rồi, đó chính là thông điệp 5K. Thế thì mọi người dân chúng ta tuân thủ tốt cái thông điệp 5K đó và chúng ta có cái tinh thần phối hợp tốt với các cơ quan chức năng trong các cái hoạt động phòng chống dịch thì tôi nghĩ rằng chúng ta có thể kiểm soát dịch bệnh nhanh chóng. Qua những chia sẻ của bác sĩ Nguyễn Trung Cấp thì chúng ta hoàn toàn có thể thấy là các bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch đang căng mình ra để khống chế dịch, để điều trị cho bệnh nhân. Và điều mà các bác sĩ mong mỏi nhất bây giờ chính là người dân hãy tuân thủ theo những khuyến cáo của Bộ Y tế để dịch bệnh không lây lan hơn nữa, không nghiêm trọng hơn nữa, để các bác sĩ có thể có một cái Tết mặc dù là muộn hơn so với mọi người. Thưa quý vị, khi mà năm cũ Canh Tý chỉ còn có thể tính bằng giờ là sẽ qua đi, chúng ta thấy với nhau rằng năm qua là một năm đầy thử thách với
cả nhân loại khi mà dịch COVID-19 đã lây lan trên toàn thế giới và nó tác động theo hướng tiêu cực đối với hầu như là tất cả mọi người. Tuy nhiên thì ở một khía cạnh khác thì năm Canh Tý vừa qua cũng thực sự là năm của tình đoàn kết, của tình yêu thương khi mà người dân ở khắp nơi cùng chung tay chống dịch COVID-19. Trong buổi sáng cuối cùng của năm Canh Tý năm 2020, chúng ta hãy cùng lắng nghe xem điều gì là điều mà người dân ấn tượng nhất trong năm qua với phần phỏng vấn nhanh của phóng viên chúng tôi. Trong năm 2020 thì bác ấn tượng nhất là cái chương trình tức là bác sĩ phòng chống dịch, mà tất cả những cái điểm nóng thì đều là được cái là người dân tức là hết sức đồng tình ủng hộ, và đồng thời là những cái người đi tuyến đầu xung phong ấy thì cũng thể hiện là cái tấm lòng để mà coi thế là giúp đồng bào, giúp nhiều người trong cái dịch bệnh. Những cái điều mà tôi cảm thấy ấn tượng nhất là có hai điều. Điều thứ nhất là đợt phòng chống dịch COVID-19 mà các hình ảnh của y bác sĩ tham gia phòng chống dịch trong tuyến đầu giúp những người dân phòng chống được dịch, bảo vệ được sức khỏe cho người dân. Hình ảnh thứ hai tôi cảm thấy khá là ấn tượng, đấy chính là hình ảnh đồng bào miền Trung phải hứng chịu một cái đợt lũ lụt, đợt thiên tai rất là khủng khiếp. Mình thấy mọi người chia sẻ với nhau từ những cái nhỏ nhất, ít nhiều. Rồi là mình cảm thấy rất là xúc động vì là đất nước của mình thực sự là so với thế giới là mình rất là mạnh mẽ. Cá nhân tôi thì cảm nhận được rằng là mặc dù là trong dịch bệnh hay là thiên tai thì mọi người dân của chúng ta thì đều rất là đồng lòng. Mọi người thì mặc dù miền Trung khó khăn gian khổ như vậy nhưng mà mọi người vẫn nhường cơm xẻ áo, vẫn là những cái người khó khăn hơn, vẫn được những cái người mà khó khăn ít hơn mình chia sẻ giúp đỡ để cùng nhau vượt qua những cái khó khăn đó. Trong năm 2020 vừa rồi thì nói chung về cái công tác phòng dịch và cũng như các thứ của chính phủ triển khai cũng rất là chu đáo. 2020 thì mình ấn tượng nhất là hình ảnh các bác sĩ và các chiến sĩ ở vùng biên, coi như là ngày đêm các anh gác ở đường biên lối mòn lối mở để coi như là không có những trường hợp COVID đi theo đường đấy về Việt Nam mình. Không đến mức phải cách ly tập trung như những người trong phóng sự vừa rồi quý vị xem. Tuy nhiên với nhiều người dân có quê tại vùng dịch như Hải Dương, Quảng Ninh thì năm nay họ cũng lựa chọn không về quê ăn Tết mà sẽ là năm đầu tiên mà họ đón Tết ở Hà Nội. Tết thì ai cũng muốn đoàn tụ sum vầy, nhưng riêng Tết năm nay việc ở nguyên tại chỗ, không di chuyển, không gặp gỡ lại là cách thiết thực nhất để bảo vệ cho gia đình, cộng đồng. Thay vì Tết đoàn viên, năm nay nhiều gia đình đã chọn một cái Tết bình an. Đào chuyển từ đâu đến mà lại mua được đào cơ à? Rồi đăng ký thì đào rồi dơn rồi ni rồi các yeah. Kiểu có tự mình kê ra. Sao bảo cách ly thì không mua được? Không, là tỉnh ủy, chủ tịch, bí thư tỉnh ủy vừa với ông ký, ông vừa với họp với được. Kể từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát ở Đông Triều, Quảng Ninh, ngày nào anh Cường cũng gọi điện về trò chuyện với bố mẹ ở quê nhà như vậy. Những cuộc điện thoại hỏi thăm giúp cho anh yên tâm hơn về tình hình ở quê nhà, nhất là khi Tết năm nay, anh và vợ con sẽ chẳng thể về quê đón Tết cùng ông bà. Thực ra là khi mà nghe thông tin là Đông Triều bị có Covid ấy, thì tôi cũng đã liên hệ với gia đình và ở địa phương là cũng biết thông tin là tiến hành cách ly các thứ, thì cũng xác định tinh thần là năm nay là sẽ ăn Tết xa quê. Cũng có nhiều lúc là cũng tính toán xem là có về được để ăn Tết với gia đình hay không, vì tôi ở đây bao nhiêu năm nhưng mà chưa bao giờ ăn Tết xa quê cả, nên là năm nay là cũng là năm đầu tiên, thì cũng muốn là vẫn bố trí lịch để về. Tuy nhiên là về thì cũng rất là ảnh hưởng đến địa phương, và chúng tôi quyết định là năm nay sẽ đón Tết ở trên thủ đô. Lo lắng cho gia đình ở quê nhưng vẫn sắp xếp để chuẩn bị tươm tất cho cái Tết ở Hà Nội là tâm trạng chung của nhiều gia đình quê Hải Dương, Quảng Ninh đang làm việc ở Hà Nội. Nếu như mọi năm, vợ chồng anh Nam không phải chuẩn bị gì nhiều cho căn nhà ở Hà Nội, thì năm nay anh phải tự tay chuẩn bị tất cả. Công việc vì thế cũng bận rộn hơn. Song nó cũng giúp cho anh vơi bớt đi nỗi buồn trước không khí vắng lặng của khu nhà mấy ngày này. Lúc mà khi mà phát cái dịch bệnh ra thì là chắc nghĩ trong đầu cũng nghĩ là sẽ là chắc là không được về để ăn Tết ở quê nữa rồi, vì là cũng theo tinh thần của nhà nước thôi, là cũng tự chấp hành cái chủ trương của nhà nước.
cứ tự cách ly ở nhà, hạn chế ra ngoài. Chứ thì chắc là năm nay là sẽ ăn Tết ở trên Hà Nội thôi chứ không về quê nữa. Tôi thực sự là cũng chưa suy nghĩ nhiều đến đến việc Tết năm nay như nào, nhưng mà chắc chắn là nó sẽ rất là dài. Vì ở quê chúng tôi thì ngày Tết là cái ngày mà đoàn viên. Trước Tết thì các gia đình đều qua nhà nhau cùng tất niên với nhau, xong rồi lại tân niên. Trong khi đó năm nay là cái năm mà một mình gia đình nhà tôi và cả cái chung cư này thì cũng cơ bản cũng có một số ít hộ ở lại. Thì chắc là cái Tết này cũng sẽ rất là dài. Vài ba ngày Tết sau đó không biết là dành thời gian làm việc gì. Năm nào cũng có không ít người đón Tết xa quê. Nhưng năm nay con số ấy đã nhiều thêm vì dịch bệnh COVID-19. Gói ghém tất cả những yêu thương, mỗi gia đình quê ở Hải Dương, Quảng Ninh đều hẹn nhau. Thôi, sau Tết sẽ bù. Sau khoảng 2 tuần đợt dịch COVID-19 mới bùng phát, Việt Nam đã ghi nhận hơn 400 ca bệnh lây nhiễm trong cộng đồng tại nhiều tỉnh thành. Trong khi đó, có tới hơn 80% bệnh nhân COVID-19 không có triệu chứng. Tốc độ lây lan của chủng virus mới thì cũng hơn 70% so với chủng cũ. Vậy trong giai đoạn dịch bệnh như hiện nay, người dân cần thực hiện các biện pháp an toàn như thế nào khi đi lại trong dịp nghỉ lễ? Xin mời quý vị và các bạn theo dõi tổng hợp sau của nhóm phóng viên. Theo giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Kính, nguyên giám đốc Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, điều quan trọng là người dân cần phải nắm thông tin về tỷ lệ và nguy cơ mắc COVID-19 tại nơi dự định đến. Hãy chọn những điểm đến an toàn nhất dựa trên số ca mắc COVID-19 tại địa phương, các chính sách phòng ngừa dịch và khả năng xử lý khi dịch có nguy cơ bùng phát. Trước hết phải đánh giá mà cái gọi là sự khôn ngoan của từng con người. Một là đánh giá trong cái vùng của cái quê của mình về đấy thì đã có cái nguy cơ là nhiều người ở vùng dịch trở về hay không. Và theo những thông báo trên báo chí thì là rất nhiều tỉnh thành hiện nay là hạn chế những người ở các cái nơi có dịch đi về. Thậm chí là người ta đòi là cách ly từ Hà Nội, từ thành phố Hồ Chí Minh, hoặc thậm chí là Hồ Chí Minh chỉ có một vài ca nhưng yêu cầu là cách ly đốt tất tật tài về là cách ly 21 ngày. Thế nhưng mà theo những quan điểm hiện nay của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch thì nếu dịch bùng ra ở đâu thì chúng ta khoanh vùng dập dịch tại chỗ, chứ không phải là giãn cách toàn bộ xã hội hoặc là cách ly toàn bộ xã hội. Thành thử ra là chúng ta vẫn phải xem xét một cách khôn ngoan để tính toán xem về thì có lợi hay có hại và có nguy cơ bị lây nhiễm do chúng ta mắc rồi mang về, hoặc là về cái địa phương ấy bị lây nhiễm này mang trở lại cái nơi chúng ta ở và làm việc lâu dài. Cũng theo ông Kính, Tết là ngày trở về với quê hương, sum vầy với gia đình. Song với diễn biến của dịch COVID-19, người dân chưa thể đón Tết Nguyên đán như mọi năm mà sẽ phải đón Tết trong trạng thái bình thường mới. Trong bối cảnh dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, người dân cũng nên hạn chế đi lại và tuân thủ nguyên tắc 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung và khai báo y tế. Hàng ngày thì mọi người đều phải theo dõi sát cái thông báo tình hình dịch, và thứ hai là quyết định có về hay không, đúng không ạ? Và khi về như vậy thì đương nhiên phải áp dụng thật tốt cái biện pháp dự phòng mà theo cái khuyến cáo 5K mà Bộ Y tế đã đưa ra. Và vừa rồi khi thông báo là có nguy cơ là phải cách ly dịch ở cái nơi mình về như vậy thì rất nhiều bà con đã trả lại vé tàu Tết, trả lại vé máy bay, và người ta nghĩ rằng ở lại là tốt hơn. Theo cái kêu gọi của Thủ tướng là ở đâu thì chúng ta tốt nhất ở tại chỗ thì hạn chế đi lại, đúng không ạ? Vì trong tình hình dịch như vậy cũng không ai mong muốn cái chuyện đó, nhưng mà để phòng chống dịch thì chúng ta nên xem xét hai bối cảnh: một là nên về hay không, và nếu về thì phải chấp nhận thực hiện thật tốt những cái 5K, và trong đó cái khai báo y tế là cái rất quan trọng để chúng ta giúp cho cái truy vết và xét nghiệm cũng như là cách ly kịp thời. Các chuyên gia y tế khuyến cáo có 3 câu hỏi người dân cần phải cân nhắc kỹ khi lên kế hoạch cho dịp nghỉ Tết năm nay. Đó là: các khuyến cáo hiện tại của cơ quan y tế là gì? Tình hình dịch COVID-19 trong khu vực bạn định ăn Tết như thế nào? Bạn hay người thân, bạn bè sẽ ăn Tết cùng nhau có thuộc nhóm nguy cơ cao bị bệnh nặng nếu mắc COVID-19 hay không? Hãy sẵn sàng thay đổi kế hoạch vào phút cuối nếu bạn hoặc những người ăn Tết cùng bạn bị ốm hoặc có thể đã tiếp xúc gần với người mắc COVID-19. Năm 2020, nhiều vùng miền trên cả nước đã đối mặt với các đợt thiên tai lịch sử do bão lũ gây ra. Nhiều gia đình mất đi người thân, nhiều làng quê bị xóa sổ. Năm qua là một năm đau thương với rất nhiều người. Song nỗi đau nào rồi cũng qua, vết sẹo nào rồi cũng lành. Năm mới đến là lúc chúng ta bỏ đi chuyện buồn trong quá khứ để hy vọng vào một tương lai tươi sáng hơn. Cuộc sống dù còn gặp rất nhiều khó khăn, song với sự chung tay hỗ trợ của nhà nước và các tổ chức, người dân vùng thiên tai đã có nơi ở mới để có thể xây dựng lại cuộc sống tốt đẹp hơn. Cái Tết của người dân vùng thiên tai cũng vì thế mà trở nên đặc biệt hơn rất nhiều. Sau thời gian ngắn gấp rút san ủi mặt bằng, thi công trong điều kiện khắc nghiệt của thời tiết,
khu tái định cư mới cho bà con xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam đã hình thành. Những ngôi nhà được xây dựng khang trang ở làng mới rộng 6 hectare giúp người dân được đón Tết một cách đầm ấm, an toàn. Đối với cái to tuổi này trời mà cái mất mát nó có nhiều, cả nhà cả cửa tài sản trước người trước mất mát nhiều. Thế nên vừa sạt lở, đất đai vừa sạt lở vừa gặp mặt chính quyền địa phương, đảng nhà nước hết sức quan tâm. Nhưng bản thân tôi cảm thấy rất phấn khởi, rất cảm ơn đảng nhà nước. Vụ sạt lở đất xảy ra vào hồi cuối tháng 10 năm ngoái, vùi lấp toàn bộ nóc ông đề thôn 1 xã Trà Leng, làm 24 người thiệt mạng và mất tích. Vượt qua đau thương, cuộc sống mới đã bắt đầu ở ngôi làng mới. Trong những ngày cuối năm, quà Tết đã được gửi tận tay người dân vùng thiên tai, giúp người dân nơi đây có một cái Tết đủ đầy. Cái thiên tai dị thường tác động vào miền Trung chúng ta 6 cái tỉnh trọng điểm. Thì Bộ dưới sự chỉ đạo của Chính phủ đã tập trung cùng các bộ ngành khác tập trung trước hết là đã đảm bảo cái công tác cứu trợ để cho người dân không thiếu đói. Chính phủ đã cấp như thế là toàn bộ 13.000 tấn gạo cho các cái tỉnh. Cái điểm thứ hai nữa là tổ chức đã cấp như thế là hơn 1.000 tấn lúa giống các loại để chuẩn bị cho tổ chức sản xuất cái vụ đông xuân 2021. Cùng với đó là các cái giống hạt rau, thế rồi giống cây màu, thế và đặc biệt là bộ đã huy động tới hơn 1 triệu cái con giống gia cầm để hỗ trợ bà con nông dân trong vùng để chúng ta phục hồi sản xuất. Chăm lo Tết cho người dân vùng thiên tai luôn giành được sự quan tâm đặc biệt của các địa phương. Hẳn nhiều người vẫn chưa thể quên được trận lũ quét khủng khiếp ở bản Sa Ná, xã Nam Mèo, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa cách đây hơn một năm. Trở lại đây trong những ngày Tết đến xuân về, một không khí vui tươi đầm ấm đã hiện rõ trên từng nếp nhà, từng gương mặt nụ cười. Năm nay thì cũng chuẩn bị được một ít, mùa thứ một ít, coi như là Tết cổ truyền dân tộc Việt Nam mình. Thì bánh chưng rồi thì gạo nếp rồi thì kháo lam, cái kháo lam dân tộc Thái mình đấy. Với này gà rồi thì ít thịt vò rồi ít thịt lợn các thứ, với là cá. Thì coi như là ra mùng 1, mùng 2 là phong tục tập quán người Thái thì coi như là cúng ông bà tổ tiên. Huyện ủy, ủy ban nhân, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện Quan Sơn luôn luôn quan tâm đến những gia đình chính sách, gia đình hộ nghèo, đặc biệt là những cái gia đình trong cái đợt thiên tai vừa qua thì huyện sẽ chuẩn bị những cái món quà ý nghĩa đến cho bà con, mong một cái Tết đầm ấm, an toàn, vui tươi và hạnh phúc cho bà con. Thiên tai đã bỏ lại phía sau và một mùa xuân mới đã về, nơi ở mới chắc chắn còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng khi màu xanh trở lại, người dân vùng thiên tai rồi sẽ vượt qua được tất cả để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.